Cách đây chưa tới một tháng, trả lời trên trang web chính thức của Arsenal, Aubameyang tuyên bố: "Làm đội trưởng ư? Đó là công việc đáng mơ ước nhất trong bóng đá. Tôi là đội trưởng tuyệt vời nhất ở ngoại hạng Anh và có thể là cả thế giới." Nhưng mọi chuyện có tốt đẹp như lời chân sút người Gabon nói không? Có lẽ định nghĩa về một đội trưởng tuyệt vời giữa chúng ta và Aubameyang là khác nhau. Chẳng thế mà trong trận đấu mới nhất gặp Everton, huấn luyện viên Mikel Arteta cất người đội trưởng của mình trên băng ghế dự bị tới tận phút 85, dù anh không gặp bất cứ vấn đề về chấn thương nào. Khó hiểu hơn, theo thứ tự thay người thì Aubameyang còn vào sân sau cả tiền đạo trẻ Edward Nketiah. Giải thích về những lựa chọn nhân sự của mình, Arteta cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi ngày hôm nay, chúng tôi phải làm mới, chúng tôi có một số trận đấu sắp tới và tôi muốn mọi người phù hợp và sẵn sàng." Chuyên gia Gary Neville đặt ra sự nghi vấn: "Tôi nghĩ sẽ có vấn đề với Aubameyang ở phía sau trận đấu này. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ thích Nketiah vào sân trước mình đâu. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ thích ngồi dự bị nữa." Luôn có một chút gì đó khiến cho Arteta và Aubameyang chưa hài lòng về nhau. "Tôi biết cậu ấy là đội trưởng, nhưng việc Arteta để cậu ấy dự bị sẽ xuất hiện một vài tình huống khó xử. Tôi nghĩ nó sẽ gây ra một vấn đề. Tôi nghi ngờ nếu như Arteta có thể kiếm tiền từ việc bán Alba và mang về một cái tên khác, Arteta sẽ làm. Và tôi nghĩ nếu Aubameyang có thể chuyển nhượng, cậu ấy sẽ làm vậy. Đang có chuyện gì diễn ra tại Arsenal vậy? Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Mới chỉ cách đây vài hôm, thầy trò Arteta còn hành quân tới Old Trafford với sự tự tin cao độ khi có thứ hạng còn cao hơn đối thủ. Nhưng giờ thì pháo thủ vừa thua trận thứ 3 trong 4 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, rơi xuống vị trí thứ 7, kém đúng Man United trên bảng xếp hạng. Arsenal dù là cuối thời Arsene Wenger, trong tay Unai Emery hay về với Arteta thì vẫn luôn là Arsenal. Họ chưa bao giờ tìm thấy sự ổn định. Và điều đó có thể được khắc họa trên chính người đội trưởng, đồng thời là siêu sao được kỳ vọng nhất đội, Aubameyang. Thế nhưng trung phong người Gabon lại cũng chính là cầu thủ gây tranh cãi trong cộng đồng Gunner. Có thể thấy rõ điều đó thông qua ví dụ dưới đây. Sau khi giúp Manchester United đánh bại Arsenal 3-2, Cristiano Ronaldo viết lên trang cá nhân của mình: "Chúc mừng các đồng đội của tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời tối nay. Chiến thắng này rất quan trọng để chúng ta trở lại. Vẫn còn chặng đường dài phía trước. Tâm trí chúng ta dành cho trận đấu tiếp theo. Không có thời gian để vui mừng." Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Aubameyang không bấm like bài viết đó. Với tư cách đội trưởng của Arsenal, dù có dành sự tôn trọng cho Ronaldo lớn như thế nào thì đó vẫn không phải là điều Alba nên làm. Ngay lập tức, cựu tiền đạo của Dortmund hứng bão chỉ trích từ chính người nhà. "Anh ta bấm thích bài đăng của đối thủ khi đội vừa thua. Đúng là một gã hề. Phải tước băng đội trưởng của anh ta ngay lập tức." Một cổ động viên Arsenal chỉ trích Aubameyang trên Twitter. Cổ động viên khác thêm vào: "Có chuyện gì xảy ra với Aubameyang vậy? Anh ta bỏ lỡ cơ hội, trắng tay rời sân và sau đó bấm thích Ronaldo. Anh ta không tôn trọng đội bóng, thật đáng xấu hổ." Sau khi hứng bão chỉ trích, Aubameyang bỏ thích bài đăng của Ronaldo nhưng vẫn bị cộng đồng mạng chụp lại màn hình. Dù là vô tình hay hữu ý thì lang thang trên mạng vào thời điểm nhạy cảm như thế là một sai lầm đáng trách của Alba. Trên thực tế, nếu anh thi đấu cố gắng hơn, tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình và ghi bàn đều đặn như quá khứ, làn sóng phẫn nộ đã không dữ dội đến thế. Nhưng không, Aubameyang đang xuống phong độ nghiêm trọng. Anh bỏ lỡ cơ hội trước khung thành trống trận gặp Newcastle, dứt điểm vào người De Gea ở khoảng cách 5m, thực hiện hỏng quả penalty trong trận gặp Watford và mới đây là sút bay cơ hội giành lại một điểm trước Everton. Aubameyang đã không ghi bàn trong 6 trận ngoại hạng Anh liên tiếp, thành tích tệ nhất của anh trong 7 năm qua. Đáng nói, trong chuỗi trận nêu trên, Alba dứt điểm tới 15 lần và có thông số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3,1 bàn. Thông số này có nghĩa là cơ hội mà Aubameyang có được đủ để cấu thành ít nhất 3 bàn thắng. Nhưng rốt cuộc, Alba bỏ lỡ hết và thu về số 0 tròn trĩnh. Cộng đồng mạng là những người giỏi sâu chuỗi và liên kết các sự việc. Họ nhận thấy rằng kể từ khi gia hạn hợp đồng thêm 3 năm vào tháng 9 năm ngoái, Aubameyang đã trở thành một con người khác. Những người độc miệng còn khẳng định Aubameyang là mẫu cầu thủ tệ bạc, có tiền là sinh hư. Điều này không phải không có cơ sở, bởi lần cam kết mới nhất với Arsenal, Aubameyang bỏ túi 350.000 bảng mỗi tuần, cao nhất sân Emirates. Nhưng đổi lại, Arsenal nhận được gì? Trong 2 mùa gần nhất, tổng số bàn thắng của Aubameyang chỉ là 22 bàn, tính riêng ngoại hạng Anh thì chỉ là 14 bàn. Đây là những thông số quá kém cỏi so với chính Alba mùa trước.
khi anh từng ghi 29 bàn trong mùa 2019-2020 và 31 bàn trong mùa 2018-2019. Gia hạn với Aubameyang từng là ưu tiên hàng đầu của Arteta, nhưng bây giờ nó lại đang trở thành sai lầm lớn nhất của ông thầy người Tây Ban Nha. Thái độ tập luyện, thi đấu cũng như hành xử của Aba khiến cho Arteta không hề ưng mắt. Thế mới có chuyện ông cất người đội trưởng của mình trên ghế dự bị trận gặp Everton. Và nếu tình hình không được cải thiện, đó sẽ không phải là trận đấu hiếm hoi mà Aba phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu. Chắc hẳn là fan Arsenal sẽ càng đau lòng hơn khi vừa chứng kiến cảnh tượng này, vừa nghe lại những phát biểu đầy cảm xúc của Aba về tấm băng đội trưởng của chúng ta đã nhắc tới ở đầu video. Thành thật mà nói, tôi cố gắng trở thành một tấm gương. Tôi nghĩ đó là phần quan trọng nhất của việc trở thành một đội trưởng và cố gắng truyền cảm hứng cho những người trẻ trong đội và cả những người lớn tuổi. Tôi cố gắng cống hiến hết sức mình cho câu lạc bộ. Khi bạn là đội trưởng, đây là công việc, bạn phải nhận nó, chấp nhận nó và giải quyết nó. Đó là một công việc tốt, đó là công việc tuyệt vời nhất trong bóng đá, chắc chắn. Trong thời đại ngày nay, khi mà những đại lượng đo lường như là mãi mãi, chỉ khoảng 8 tháng hay 1 năm, thì chắc chắn, có chắc chắn không? Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là Arsenal và Arteta đang rơi vào thứ khó. Họ không thể chấp nhận những cái tôi cho mình lớn hơn tập thể, nhưng rõ ràng cũng không thể lãng phí cả núi tiền trả lương cho Alba. Gia hạn với Alba từng rất khó, nhưng nó không khó bằng việc đẩy anh đi vào lúc này. Ở thời đại suy thoái, rất hiếm đội bóng nào có đủ sức thay Arsenal trả lương 350.000 bảng mỗi tuần cho một chân sút 32 tuổi đang xuống phong độ như Alba. Nhìn chung, mọi sai lầm trên đời đều phải trả giá bằng tiền, rất nhiều tiền. Kiểu gì thì với tư cách một đội bóng lớn, pháo thủ cũng tìm ra giải pháp thôi. Ngay lúc này, Arsenal đã bắt đầu có những công việc đầu tiên. Đội chủ sân Emirates đã gia nhập cuộc đua giành tài năng Darwin Núñez. Ngôi sao 22 tuổi là một trong những sát thủ tiềm năng bậc nhất châu Âu hiện nay, nhận được sự chú ý của nhiều ông lớn. Sở hữu chiều cao 1m87 và có lối chơi có phần tương đồng, Núñez được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Edinson Cavani tại đội tuyển Uruguay trong tương lai. Chân sút sinh năm 1999 đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay khi ghi được 11 bàn bên cạnh 2 kiến tạo sau 17 trận ra sân. Arsenal sẽ gặp được khá nhiều rào cản trong thương vụ này bởi Núñez hiện cũng được Man City, Manchester United, Barcelona theo dõi sát sao. Dẫu sao thì khi đã có đối tượng mới, Arsenal nên giải quyết dứt điểm với Aubameyang đi, bởi ở lại cả hai chỉ làm nhau thêm tổn thương mà thôi. On Sport, trọn vẹn đam mê.